Thế được luôn. Cung bây giờ 15% tốc đánh vẫn vậy. Cái hệ Spirit nuôi Jet bây giờ ngon quá nhỉ. Nếu được thì sẽ tích tiền chơi thần tài, chơi, ném thần tài vô đánh Lucic. Đây một con pho tượng. Được thì cứ để thần tài vô đánh Lucic. Bốn con Spirit, một con Jet là 5 con. Chết mẹ rồi. Thật rồi. Ma Warlord kìa. Thần tài này. Warlord Garen quyền năng. Hay đánh Warlord một ván không ta? Làm ván Warlord không? Làm ván Warlord cho nó ngon ngon không? Garen random đồ chí chó thế. Ui ra văn 2 kìa. Ma. Cái con. Ừ được đấy. Ván này rồi Garen 3 được á. Cái con chuột lùi. Cái con chuột lùi nó cười má. Nhìn mất dạy vờ lờ. Con chuột lùi này.
sau. Thấy cờ mùa 4 vui mà. Anh em cứ chê ấy nhỉ. Ui Z cung kìa. Má bọn nó bán máu trắng luôn này. Người ta gọi là eco trắng kìa anh em. Mấy thằng cờ hó eco trắng luôn kìa. Các bạn nhìn hai thằng cờ hó này eco trắng này. Eco trắng để chơi. Để bắt được con Z à. Eco trắng để bắt Z chơi kiểu mẹ Spirit à. Ai ấy mẹ. Chơi game gì vậy. Cái eco trắng chịu đấy. Đây rồi. Cho thần tài vô anh em ơi. Ê, có thần tài rồi, có thần tài rồi. Thần tài đến, thần tài đến. Tèo 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 tèo. Thần tài đến. Thua cũng được nha, thua cũng được, đéo quan tâm. Thua cũng được. Lắc ở đấy nha, thấy lắc ở đấy nha. Nè, có hộp vàng nè. Ý, 2 đồng được. 2 đồng. Nếu bạn thua càng nhiều ấy thì cái hộp nó càng giá trị. Còn nãy giờ là bạn đang bỏ thần tài nhưng mà bạn thắng ấy, thì cái hộp nó không có giá trị nhiều. Thua thì giá trị rất cao. Trời đồ. Má à, thằng này eco trắng luôn. Chơi game gì vậy? Ông tính làm gì hết ta? Mấy thằng này eco trắng này. Tính phá chuỗi thua của thằng kia à? Thằng này cũng eco trắng này. Hai thằng phá chuỗi. Ủa hai thằng gì hết ta? Tên giống nhau này. Thằng này cũng com này. Mấy này chơi cái gì vậy? Không hiểu lắm. Không hiểu cho lắm. Không phải để hộp lâu. Ai nó để hộp lâu? Ông thua nhiều chứ. Ông thua càng nhiều hộp càng ngon. Mấy ông cứ để hộp lâu. Lâu cái gì. À, cung. Cung như thế này thì... Ôi Katang ngon. Cung như thế này thì làm gì giờ ta. Nuôi con gì ta.
Qua lót nhiều cung thì nuôi con gì nhỉ? Má lắc quá. Rồi má cái tên roll bị đít đi. Đéo roll được Garen 3 luôn, cay vãi lên. Đéo cho roll Garen 3 này. I will fight as long as I stand. Ta hai. It shall be done. Dư một con Garen luôn rồi kìa. Garen 3 Warlord với cái gì giờ ta? Đánh Warlord với cái gì? Đánh Warlord với cái gì bây giờ? Assassin à? Bắt Akali cũng được ấy. Ván này chỉ 3 thần tài tạm thôi, tí con này mình sẽ hai con này mình sẽ thay bằng con Zinix. Hoặc là bỏ thần tài luôn cũng được. Thần tài tạm bây giờ thôi. Tại vì đâu có chơi được 6 thần tài đâu. Chỉ khi bạn roll được con tinh năng thần tài chứ. Để như vậy đâu có 6 thần tài đâu. Thôi. Má lắc quá không đánh nhau không thấy gì luôn. Lắc cái nữa mà đánh nhau không nhìn thấy cái gì luôn. Bắt cái đai Kata kìa. Akali à. Lát mà PBE tầm này cũng lát chứ. Có nên chơi 6 Warlord và chơi ta bỏ thần tài đi luôn.
Đặc thế. Ây. Đắc quá nhờ. Ừ, Gia Văn này Gia Văn Lữ Bố mà. Nó tên là Gia Văn Lữ Bố mà. Lắc thật. Sự kiện lắc thật các bạn ạ. Thì chắc là nuôi Asia chứ sao. Nãy giờ không có con Vi nào nhỉ. Xếp. Hay là cho Kata găng bảo thạch đi. Kata găng bảo thạch hay hơn. Găng bảo thạch lại còn vô cực nữa à. Được, nghe có vẻ ok ấy nhỉ. Cho Kata 2 găng đi. Hay hơn. Mình thích Kata 2 găng hơn. Ra đồ gì cũng được, vừa được thêm cái phần trang trí mạng, vừa được thêm né. Mình có đại bác với lại Sojin cho con gì ta, Asia rồi. Mình có đại bác Sojin cho Asia ngon. Để tí cho Asia đứng nó xỉa. Nháo gì? Kata cầm hai găng tăng tỷ lệ chí mạng kỹ năng lên. Có gì đâu. Xoáy ngon mà. Bạn đừng có nên dựa vào con Kata nhiều quá. Đánh đừng có dựa vào con Kata. Má. Chơi đừng nên dựa vào con Kata nhiều quá. Con Kata nó xoáy ngu cái là thua. Con Garen chất lượng như thế thì không xài. Đó, nó đang đun đồ đấy. Chỉ cần đang đun ra mấy cái đồ này cái tự khỏe, thấy không? Hai găng Kata ngon vãi lên. Vừa tăng tỷ lệ chí mạng, vừa tăng sát thương, vừa tăng tỷ lệ chí mạng nữa. Tại vì đang có hai con Assassin nên cái kỹ năng của Assassin tự chí mạng rồi. Kỹ năng của Assassin là tự chí mạng rồi. Biết thì thưa tốt, không biết thì giật cột mà nghe. Ghét đồ ngu. Thưa ghét đồ ngu. Thấy không? Mà thấy cái ta đứng góc nó xoay không? Xoay đấy là con mẹ gì hết. Bạn có thấy con Kata không? Con Kata bây giờ cái tầm xoáy của nó nhỏ lắm. Nó
nó bu vô nó xoáy được á thì ok đam to đấy. Bạn phải tính đến trường hợp nó đéo xoáy được chứ. Được, mình không có cái đai máu nào nhỉ? Mình có cái đai máu mình cái thìa kia ngon quá nhỉ. Có khi nào mình ra thìa mình có nên lượng đai máu có khi nào ra thìa không? Maybe. Có khi nào nó ra cái thìa. Làm cái quyền năng khổng lồ cho con Garen đó đi. Tí cho Sojin, cho Azir được rồi. Kata ngon hồi xưa là do cái map đấy là giống như kiểu hành tinh lùn ấy. Còn bây giờ Kata xoáy có được đâu. Đội hình nó tản ra hết xoáy được bao nhiêu con. 90 mana nữa. Đợi đủ mana chắc gần thua mẹ rồi. Đây ông phải nuôi ông phải nuôi cái gì Nali này. Không biết có ngon không. Đó nhỏ chỉ thấy được thế thôi. Nunali phóng lao cũng kinh phết đấy nhỉ. Bìa. Rất thiên nhiên luôn, ghê đấy. 4 spirit nè. Nó bắn máu để lấy 4 spirit nè. Vậy là lại chơi đội hình giống y đúc nhau. Chơi đội hình đấy gặp con Garen này nó xoáy cái tét đít. Xoáy ngu hết người rồi. Đại bác sẽ kìa nhỉ. Kata đại bác. Hơi ngu. Ôi bự quá nhỉ. Bự thế. Đánh trống coi. Giáp thiên thần. Cái này là ghép Sojin rồi. Xin giao. Xin giao giáp thiên thần quyền năng à. Hay cho xin giao quyền năng khổng lồ. Cái này mình ghép Sojin tí cho con. Cho con đấy chứ. Sojin tí mình cần cho con Azir chứ. Cái Sojin là bắt buộc phải ghép rồi. Tí cho Azir. Ghét được cái gì khổng lồ. Cái thằng con này nó vừa được cái gì khổng lồ. Hồi nãy nó đánh con Garen mình không ăn thua. Bây giờ nó được cái gì khổng lồ. Nó đánh con Garen khá là ăn thua đấy. Khá là kinh đấy. Giờ lấy con Azir à. Azir với con gì nữa ta.
Không có con Vi nào. Azir. Để con Zenith vào choáng các bạn. Nó bắn một con tí choáng. Để con Kalista ở đấy nó bắt được mẹ. Azirio thay con Nidalee nè. Azirio thay Nidalee. Để nguyên nha, để nguyên con Akali à. Azirio thay Akali. Azirio thay Akali. Chắc là kẹp thêm Seth Lee Sin vào nhỉ. Đánh thêm tướng 5 tiền nhỉ. Kẹp con Cassiopeia vô cũng được. Cassiopeia với Ezreal vô cũng được. Đây, lượm được cái đồ này ngon nè. Lượm được cái đồ này thì khỏi suy nghĩ các bạn ạ. Bả mẹ thải nó lượm rồi, nó cũng đắn các bạn ơi. Yondulis cũng được đấy, con Yondulis này cũng ngon. Con Yondulis này cũng ngon. Kẹp Yon vô. Mình có hai Dulis. Sojin để nó ăn ấy. Sojin mình để cho con Their bones will wet my blade. Kenan Keeper. Bỏ Assassin đi cũng được. Kenan Keeper. Nếu mà lượm được cái đồ Warlord kia thì mình đã được 9 Warlord rồi đấy. Xong tên này đi. Kenan thì bỏ con này đi à. Bỏ con này đi. Bỏ con này đi kiếm Kenan Keeper. Kenan Keeper thì cũng 3 Keeper thôi chứ đâu phải được 4 Keeper. Keeper là phải Riven nữa. Riven Kenan. Riven Kenan. Ờ được đấy, Riven Kenan. Riven Kenan với lại Cassiopeia. Riven Kenan, Cassiopeia. Riven này, Kenan này, Cassiopeia. Và 3 slot. Đi lợi. Đi slot. Tí nữa mình bán con Yon đi, mình cho con Azirulis. Riven, Kenan, Cassiopeia, Zealand. Đủ 4 slot luôn.
được á. Đi lên cái nền cái xưa PA gì lần được. Hợp lý. Vừa đủ 4 lót hợp lý đấy. Chơi 4 con đấy luôn, 4 con keeper luôn được. Conflict awaits. What conflict awaits? What conflict awaits? Hey, bỏ cái nén rồi. Được hai con này. Bà mẹ bây giờ có con này thôi, lấy con lấy cái vọng âm không. Kẹp thêm được con Lee Sin vô này. Tremble in awe.
Thôi 4 Rulis làm gì không cần lắm đâu. Không cần 4 Rulis lắm đâu. Sao kẹp lung tung quyền đội hình, gọi là lung tung quyền đội hình, lăng tăng nhăng lung tung. Sao bạn chơi không, bạn thích chơi đội hình ung thư với tớ không? Ủa chơi game FF à? Chơi game mà FF. Trời ơi chơi game FF. Trời ơi, nó đang chơi cái